Nếu như quý vị mà cần quan tâm đến bảng giá khu vực phường xã tại thành phố biển Nha Trang hoặc các tuyến đường thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi điện liên hệ trực tiếp, em sẽ hỗ trợ bản đồ giá cho quý vị. Và hôm nay là giờ tối, tầm khoảng 7:30, em đang trên có mặt trên đường Cao Bá Quát thuộc phường Phước Hải. Thì con đường Cao Bá Quát này với chiều dài của nó là chỉ có 200m thôi quý vị, lòng lề là 10m và kinh doanh cũng cực kỳ là nhiều. Và kinh doanh là về những cái mặt hàng là điện tử, chứ ăn uống ở đây là không có nhiều nha quý vị. Tại vì cái con đường Cao Bá Quát này cũng là con đường mà dạng như là kết nối, nên là về mà ăn uống rất là ít. Đây là ngay chỗ ngã tư đường Lê Hồng Phong. Thì cái đường Lê Hồng Phong này là cái con đường rất là dài, và cũng là cái con đường mà huyết mạch kinh tế của thành phố biển Nha Trang từ rất lâu. Và đây là ngay chỗ ngã tư, hiện tại đây là cái con đường Tố Hữu kết nối từ Lê Hồng Phong cho tới cầu Quán Trường. Ở đây là phường Phước Hải nha quý vị. Thì với lòng lời cái con đường Tố Hữu này là 22m. Thì buổi tối giờ này nói chung mà hầu như là hiện tại thị trường Nha Trang bây giờ du lịch đó quý vị, nên là người dân hay đi ra gần biển gì đó. Nói chung là cái mùa hè là để mà mình tận hưởng. Thì hiện tại những cái con đường này là chỉ có ban ngày là kinh doanh hoặc là lượng đi qua lại thì mới đông thôi, còn giờ này là cái giờ mà người ta nghỉ ngơi đó. Đây là con đường Tố Hữu, là con đường nằm trong phường Phước Hải, thì cũng là con đường mà kết nối các khu đô thị và trung tâm khu Bàn Cờ. Thì con đường này dao động là từ 80 đến 90 triệu một mét vuông nha quý vị. Đó, đây là ngay chỗ đường Thích Quảng Đức nè. Đó, bên phía tay trái của mình đó là ba tòa nhà CT1, 2, 3 của VCN. Đó, và điểm kết nối của đường Tố Hữu đó là đường Vành Đai 2. Nếu như mà quý vị cần hỗ trợ về bản đồ giá trong các phường xã thành phố biển Nha Trang thì hãy liên hệ cho em Hưng. Em Hưng sẽ hỗ trợ bản đồ giá cũng giống như là nhà phố, đất nền, biệt thự, căn hộ tại thành phố biển Nha Trang. Vâng, cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngày mới tốt lành.